Chiều ngày 10 tháng 11, Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Thủ tướng đã đồng ý bổ sung dự án đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh một bài vào danh mục các công trình, dự án quan trọng quốc gia trọng điểm ngành giao thông vận tải. Đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh một bài giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư khoảng 20.889 tỷ đồng, dài khoảng 50 km, đoạn thành phố Hồ Chí Minh 23,7 km, đoạn Tây Ninh 26,3 km. Đây là tuyến giao thông đường bộ ngắn nhất kết nối thành phố Hồ Chí Minh với Campuchia qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, phục vụ phát triển chuỗi công nghiệp Mộc Bài thành phố Hồ Chí Minh cảng Cái Mép, Thị Vải, gắn với hành lang kinh tế xuyên Á, đồng thời tạo điều kiện phát triển các khu công nghiệp, khu chế xuất dọc tuyến, đặc biệt là khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài. Dự án dự kiến khởi công năm 2024 và phấn đấu cơ bản hoàn thành năm 2027. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã báo cáo, đề xuất Bộ Kế hoạch Đầu tư xem xét, bổ sung dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh một bài giai đoạn 1 vào danh mục các dự án thí điểm chính sách về khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường. Báo cáo Thủ tướng trình Quốc hội thống nhất, bổ sung, trong nghị quyết của Quốc hội, thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ